Vào tối ngày 13 tháng 1 năm 2023, thành viên SKT48 Watanabe Akari đã thông báo tốt nghiệp khỏi SKT48 trong buổi diễn được tổ chức tại nhà hát SKT48. Cô ấy đã tiết lộ rằng buổi diễn tốt nghiệp của mình sẽ được tổ chức vào ngày 17 tháng 3 năm 2023.